Vâng, kính chào chị Huệ Như, kính chào tất cả các anh các chị trong diễn đàn ngày hôm nay đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của chúng tôi từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức và Hà Nội. Hôm nay chúng ta quay trở lại về vấn đề thu, lạm thu của BOT, tức là những cái trạm thu phí ở Việt Nam gọi là thu bốt bẩn. Và chúng ta lại gặp gỡ một con người luôn luôn đấu tranh, đấy là người phụ nữ. Và chị Huệ Như, chào chị Huệ Như, chị có khỏe không ạ? Dạ vâng, chào anh ạ. Sau một ngày phản đối bút bẩn Bắc Thăng Long Nội Bài và tất cả những thông tin mà được đưa lên trên Facebook, thì sau một ngày nghỉ ngơi thì em đã thấy sức khỏe tốt lên rất nhiều rồi ạ. Vâng, vâng, thưa chị, trong cái thời gian vừa qua thì cộng đồng trong và ngoài nước, đặc biệt là các kiều bào ở nước ngoài rất quan tâm đến vấn đề lạm thu phí, và đặc biệt cái việc đó lại xảy ra ở ngay trước cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, nơi mà các trung tâm đầu não, các cơ quan trung ương, các cơ quan đảng đều nằm ở đó. Vậy chị có thể cho biết thêm thông tin và cái diễn biến ngày hôm qua khi chị đến bốt Bắc Thăng Long Nội Bài thì đã xảy ra việc gì không ạ? Dạ vâng ạ. Chào tất cả bạn bè, anh em đang theo dõi trên chương trình truyền hình. Tôi cũng nói cái một lại, tường thuật lại cái sự việc ngày hôm qua để cho mọi người được rõ hơn. Và tôi khẳng định là lời nói của mình là hoàn toàn là sự thật khi mà tôi đưa lên phương tiện thông tin đại chúng như thế này. Hôm qua thì trên đường tôi đi từ phía Nội Bài về thủ đô Hà Nội, thì tôi đi qua BOT đó, ngày trước nó gọi là BOT Bắc Thăng Long Nội Bài. Nhưng mà theo thông tin mà tôi được biết thì đó đã là hết hạn thu phí từ năm 2007, và sau đó đã được công ty Vietjet Cimex 8 họ sử dụng để làm thu cho đường tránh Vĩnh Yên. Thì khi tôi tiến vào trong một làn thu phí của trạm BOT không thông tin dự án đó, thì tôi có hỏi một người ngồi trong cabin. Họ mặc dù là họ mặc quần áo của những người công nhân của Vietjet Cimex, nhưng họ lại không đeo phù hiệu bảng tên theo đúng quy định của những nhân viên trạm thu phí khi ngồi trong các cabin của các trạm thu phí. Thì tôi có hỏi là thế anh thu theo cho đường cho anh thu cái tiền gì, thì một người thanh niên đó đã trả lời tôi rằng là tôi thu tiền phí đường cho đường tránh Vĩnh Yên của tỉnh Vĩnh Phúc. Thế tôi có trả hỏi lại một câu là thế tôi không đi đường tránh Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc, bởi vì đây là Hà Nội mà tôi đi có từ Nội Bài về đến đây, thì tại sao tôi lại phải trả tiền cho các anh? Thì anh ta cũng đã chỉ ra ngoài phía ngoài rằng là chị có đòi hỏi gì thì chị có thể là hỏi những người xung quanh, còn tôi thì chỉ có trách nhiệm là thu tiền thôi. Thế thì tôi cũng hỏi thêm một câu nữa là anh có thể đưa cho tôi xem cái quyết định thu phí mà có được dấu của các cơ quan chức năng hoặc của Thủ tướng Chính phủ. Thì anh ta không trả lời nữa và định kéo barrier vào, định kéo cái tấm kính mà để được mở cửa ra để thu tiền đó. Thế thì tôi có nói rằng nếu như tôi không sử dụng đường tránh Vĩnh Yên của các anh thì tôi không có trách nhiệm phải thanh toán số tiền trên. Theo anh yêu cầu thì hãy mở barrier cho tôi đi. Sau đó thì anh thanh niên này đã kéo tấm kính lại, không trả lời tôi và cũng không đối thoại với tôi, cũng không trả lời thỏa đáng câu hỏi của tôi, và quay đóng rời khỏi cabin, thu tiền, đi ra ngoài cùng với mấy người khác nữa kéo những cái thanh chắn bằng sắt đằng sau cái barrier đó để ngăn tôi không được cho tôi đi qua cái barrier đó, và barrier đồng thời là cũng chốt chặt lại. Những cái barrier ở phía đằng sau cũng đã được chốt lại và không cho tôi lùi lại, cũng không cho tôi tiến lên. Thời gian để làm việc đó giữa tôi và người thanh niên đó nó rơi vào tầm 3 phút. Trong khi đấy họ có một cái biển, họ tự ra một cái quyết định rằng là không được dừng đỗ trong vòng 5 phút. Vậy mà trong vòng 3 phút khi tôi hỏi chưa đủ thời gian họ tự quy định ra, thì họ đã chặn làn và không cho tôi đi nữa. Thế thì tôi bảo là nếu tôi rất là chấp hành, nếu như mở barrier tôi sẽ đi qua, còn nếu không mở barrier mà chắn tôi như này thì tôi buộc là phải ngồi chờ đợi câu trả lời thỏa đáng từ phía doanh nghiệp. Trong thời gian đó thì tôi nhìn thấy là cơ quan công an đã có rất nhiều chiến sĩ an ninh đã có mặt ở đó để đứng đó làm nhiệm vụ. Thì nhiệm vụ gì thì tôi không biết, nhưng họ đã mang những chiếc máy quay ra quay hình ảnh của tôi. Tôi vẫn không phản đối gì hơn và tôi chỉ cần câu trả lời thỏa đáng cho tôi rằng có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí thì tôi sẽ đóng tiền và tôi đi qua đó. Nhưng mà họ không làm được việc đó, và họ cố tình chặn đường không cho tôi đi qua và cũng không cho tôi lùi lại.
Tất cả những cái thông tin về sai phạm của BOT Bắc Thăng Long tôi đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình rất nhiều. Và nếu ở đây thì trong thời lượng phát sóng của chương trình nó không có nhiều nên tôi không cần nói lại nữa. Nhưng tôi chỉ nói một cách sơ đẳng rằng chúng tôi không sử dụng đường Tránh Vĩnh Yên cách đó 40 km, thì chúng tôi không việc gì phải trả tiền cho cái BOT này. Và sau đó thì chúng tôi có quay live stream, thì rất nhiều lực lượng chức năng đã ra ngăn cản cái quyền đi lại của tôi tại đó và không cho tôi đi ra khỏi cái làn mà tôi đang, và bắt tôi lại ngồi gần cái xe đó. Anh một người ở trong nhà điều hành đó, trong trạm thu phí đó đã có hành động hành hung tôi ngay từ lúc bắt đầu tôi dừng xe. Đó là tôi mượn một chiếc ghế để ngồi thì họ ra, họ giật chiếc ghế ra và làm tôi suýt ngã. Tôi đã rúi rụi đi và suýt ngã nhưng mà tôi đã né được, và anh ta tỏ một cái thái độ là sấp sụp và chửi bới, đồng thời là chỉ vào mặt tôi nói rằng không biết sợ, đừng tí nữa sẽ bắt. Trong một thời gian ngắn thì lực lượng chức năng đã ra và cơ quan công an đã ra đó rất là đông. Sau đó thì tôi thấy có những người mặc thường phục đã ra nói chuyện nói nhỏ vào những tai và tai những người mà đang mặc quân phục cảnh phục ở đó. Tôi biết rằng là chắc là họ sẽ có ý định đàn áp và bắt bớ người, bởi vì những sự việc xảy ra trước đó đã làm cho tôi cảnh sát, tôi thấy không an toàn cho mình. Sau một thời gian ngắn tôi thấy không an toàn cho mình thì tôi đã quyết định để xe ở lại đó và dán số điện thoại của mình lên xe để khi nào họ cần thì họ sẽ liên hệ với tôi. Thế nhưng mà tôi định là gọi chiếc taxi để đi lên báo cáo cái sự việc này, tố cáo cái hành động này của Vietjet SIM-X8 với lại công an, trưởng công an, giám đốc công an thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nhưng khi tôi vừa chuẩn bị lên xe, lên chiếc xe taxi mà tôi đã gọi đó, mọi người gọi tôi đó, thì có rất nhiều những thanh niên mặc dân sự, mặc quần áo dân sự đó đã chạy đuổi theo tôi và bắt tôi, lôi tôi. Khi bắt được tay tôi, khi họ giữ được người tôi thì họ đồng thời là họ giật điện thoại và thay đổi mật khẩu Facebook, định phá trên Facebook của tôi, nhưng mà do tôi bảo mật bằng một số điện thoại khác nên họ đã không phá được, và từ sau đó là điện thoại đã bị khóa thì họ không mở ra được. Thì khi mà bắt tôi thì họ đã bẻ ngoặt tay tôi về phía đằng sau rất là đau, tôi kêu lên thì tôi càng kêu thì họ càng bịt mồm tôi lại, họ bịt chặt mồm tôi lại không cho tôi kêu. Và đồng thời là một anh béo mà có tên là, tôi được biết về sau này là anh Đại Béo ở công an Sóc Sơn, đã dùng gối thúc thẳng vào bụng tôi và nói rằng giữ chặt không cho chạy, bịt mồm nó lại. Thế thì tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, tôi không có vũ khí, không có gì cả, nhưng mà họ là hành động rất là ngang ngược và coi thường pháp luật. Họ cũng không mời tôi, nhưng sau đó thì họ nói với tôi rằng là họ mời tôi về để làm việc. Tôi có hỏi lại là tại sao mời tôi mà lại bắt tôi như thế và lại đánh tôi như vậy, thì họ chỉ nói rằng là họ không biết đó là những người nào. Tôi chỉ hỏi rằng theo như live stream ở trên Facebook đó, từ Facebook của em Nguyễn Trần Công ghi lại những cái thời những cái thước phim đó, thì mọi người hiểu lầm rằng là họ sàm sỡ tôi, nhưng không phải, mà đó là cái hành động em Nguyễn Trần Công đã quay chéo màn hình đứng chéo với tôi, thì mọi người nhìn thấy là họ quăng qua người tôi để họ bẻ ngoặt tay tôi ra đằng sau, chứ không phải là họ sàm sỡ. Đó là một cái thông tin mà tôi cần đính chính với tất cả mọi người, mà họ đã cố tình quặp chặt lấy tôi để họ bẻ tay tôi về được phía đằng sau. Và em Nguyễn Trần Công là đứng chéo với tôi, thì mọi người nhìn thấy rằng như là họ đang có ý định sàm sỡ, nhưng không, hoàn toàn là không phải là như thế, mà họ chỉ có ý định là đánh đập chứ không phải là sàm sỡ, mà họ chỉ có ý định là đánh đập tôi thôi, để chắc là họ nghĩ rằng là sau một trận đánh như thế và lôi kéo tôi như vậy thì sẽ làm cho tôi cảm thấy là hoang mang lo sợ và không thể đủ tỉnh táo nữa để khi làm việc với cơ quan công an. Khi tôi vào trong nhà điều hành thì họ đã bịt kín tất cả các nhà, các cửa lại. Họ coi tôi như một người tội phạm, họ đóng cả cửa sổ không để cho tôi được nhìn ra phía bên ngoài và đóng chặt cửa ra vào. Sau đó thì họ cho một người vào làm việc cùng với tôi, một người được giới thiệu là anh Bình, đội điều tra tổng hợp công an huyện Sóc Sơn vào làm việc với tôi. Khi làm việc với tôi được 5 phút thì công an huyện Sóc Sơn đã mời tôi lên xe để về trụ sở làm việc của họ ở huyện Sóc Sơn, ở trụ sở làm việc của công an huyện Sóc Sơn, và tôi đã về đó làm việc. Khi tôi về đó
thì họ đã mời tôi xuống để niêm phong cái xe của tôi lại, ký vào cái việc niêm phong xe của tôi. Và sau khi làm việc thì tôi cũng đã nói rõ mọi vấn đề, thì tôi cũng có cái việc là tôi tố cáo cái việc là tại sao lại mời tôi về đây làm việc mà lại đánh tôi như thế. Thì họ nói rằng là họ không biết những người đó là ai, nhưng sau khi xác minh sự việc thì tôi biết rằng anh Đại đó là ở đội an ninh của công an huyện Sóc Sơn, và một người đội cái mũ mũ lưỡi chai đó tôi chưa biết tên, nhưng cũng là người của an ninh của công an huyện Sóc Sơn, và chắc là ở trên mạng Facebook đã lan truyền rất là nhiều về cái hình ảnh người thanh niên đó. Họ đánh tôi, thực sự là họ đánh tôi chứ không còn là cái hành động là mời tôi về làm việc nữa, mà đây là họ đang lôi kéo và đánh tôi. Vâng. Sau khi về làm việc thì họ đã tự ý ra một cái quyết định, đây quyết định xử lý vi phạm hành chính. Họ ra một cái quyết định như này, tôi đã không đồng ý với lại cái quyết định đó, tôi đã ghi vào trong biên bản rằng là tôi không đồng ý nhận cái lỗi trên. Và tôi có ký vào đây, có ký chữ ký của tôi ở đây, và tôi sẽ tiếp tục khiếu nại về cái vấn đề tự ra quyết định như này. Họ quyết định cho tôi vào xử phạt tôi bằng mức phạt là 2.500.000 về cái hành vi cản trở hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức ngày 20 tháng 5 năm 2019 tại trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long Nội Bài. Trong cái buổi làm việc đó thì tôi thấy rằng là đã có sự thay đổi chuyển biến phía công an huyện Sóc Sơn. Trong cái nhà điều hành đó, còn trong cái trụ sở làm việc của cơ quan công an đó, phần đặc biệt là phòng tổng hợp điều tra tổng hợp công an huyện Sóc Sơn, là những cán bộ chiến sĩ công an ở trong đó đã đối xử với tôi là khá tốt, và họ cũng có một cái nhận thức rằng đã rất là mệt mỏi với cái việc là phản đối của tất cả người dân này, và họ cũng có nhận thức rằng cái việc BOT Bắc Thăng Long Nội Bài này là sai. Và có một người ở trong phòng đã nói với tôi rằng là bên công an đã có cái việc là đề xuất để xin được rút ra khỏi cái Bắc Thăng Long Nội Bài đó. Thực hư như nào thì tôi không biết, tôi cũng chỉ được nghe lại như vậy thôi. Nhưng mà tôi cũng rất mong lực lượng chức năng sẽ phải có một cái chấn chỉnh lại cái hành động của mình, chấn chỉnh lại cái việc làm của mình đối với người dân. Khi mà doanh nghiệp chính là người phải đối thoại với dân thì họ đang trốn tránh trách nhiệm của mình. Họ đẩy lực lượng chức năng, cơ quan công an vào với việc là đối đầu với dân, đàn áp dân. Việc đó đúng ra là không cần phải sử dụng đến lực lượng chức năng đó, không cần phải sử dụng đến cơ quan công an, mà chỉ cần doanh nghiệp ra, Vietjet Timex 8 cử người đại diện ra để trả lời thỏa đáng, đối thoại với dân, trả lời thỏa đáng những câu hỏi cần thiết của chúng tôi. Thì đây họ lại ngược lại, họ không làm việc đó đối với các thượng đế của mình, những khách hàng của mình, mà họ lại sử dụng một lực lượng hùng hậu, chức năng cơ quan công an để đàn áp và bắt bớ người dân. Thì quả thực là đó là một việc làm trái với pháp luật, và đang coi thường khách hàng, coi thường cộng đồng mạng, coi thường tất cả dư luận và coi thường pháp luật. Vâng, chị chia sẻ như vậy những điều đấy rất là quý, và chúng tôi ngày hôm qua cũng như hôm nay cũng đã thường thấy những hình ảnh mà chị đưa lên, và những cái người công an đó bao vây cũng như bắt, hoặc là những người mặc thường phục bắt chị lôi đi và bị mất tích, và sau đó Facebook của chị cũng lại bị chiếm đoạt. Thì nhiều bạn đọc cũng đã rất lo lắng và hỏi cái điều đó là có thật hay không, và hôm nay có mặt chị lên đây truyền hình trực tiếp với đài Thời báo DE thì mọi người đã yên tâm hơn, và chắc chắn rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ quay trở lại về vấn đề này. Và sau đây chúng tôi mời các bạn xem cái hình ảnh video mà chị Huệ Như đã quay vào buổi sáng vào ngày hôm qua, trước khi chị bị bắt tại BOT Bắc Thăng Long Nội Bài, và mời các bạn xem đón xem. Đây nhá, tôi nói với các bạn này này, nói rất là nghiêm túc. Tôi đã vào đây, tôi vào cái chuồng này, cái chuồng sắt này này. Tôi hỏi cái người ngồi trong cái chuồng sắt này là cho tôi xem cái quyết định thu. Anh ấy bảo là anh thu cho đường Vĩnh Yên. Tôi bảo Vĩnh Yên tôi không đi, thế anh thu cho cái gì? Thế là anh không trả lời, anh đóng cái chuồng sắt này lại này. Anh ấy kéo cửa đằng sau này, kéo cửa đằng trước, kéo barrier đằng trước này, không cho tôi đi. Đây nhá, thế còn lại là hôm nay tôi nói này, cái anh kia, anh Hùng 10 à, anh vừa định hành hung tôi đấy nhá. Gương mặt anh kia, anh giật cái ghế tí nữa tôi ngã nhá. Cái xe này đi qua thì không phải đang như thế.
Tôi chả biết là bây giờ lực lượng chức năng ra đây đứng làm gì nữa cơ. Đứng mà chẳng trả lời chúng tôi là tại sao lại đi chặn đường chúng tôi như này. Thế mới kỳ lạ. Tôi chưa hiểu đấy, đi có một cái đất nước nào nó hỗn loạn như thế này không các bạn. Xin tiền là tài xế mà bỏ vào cabin đấy. Xin tiền tài xế bỏ vào cabin đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Gọi là đi xin tiền, đi xin. Nộp tiền chưa? Nộp rồi à? Không nộp à? Cho tiền nữa hay là hay nó xin? Chẳng, anh cứ lắc lắc thế. Em là cứ công khai phản đối cái thằng này, mà không phải là phản đối mà em diệt luôn. Cướp đường, những hành động cướp bóc như này là không thể chấp nhận được. Vừa đi đến đây, vừa ở Bắc Ninh về đến đây cái nó cướp luôn. Hỏi nữa không cần nói, mà gọi không, à lại lùi rồi, lại cho lùi rồi. À không đi thì lùi, à rất tài. Cứ đi thì đi, không đi thì lùi. Để không nộp tiền thì lùi. Anh ơi, anh là tài xế xe này à? Anh là... Chị em làm thế nào không? À, anh là người dân hay gì? Dân ơi, vâng. Thế nhưng anh có thấy cái trạm này nó sai không? Chả biết như nào nhưng mà đi qua đình công suất. À, đi qua đình công suất à? Thế thì em phổ biến pháp luật cho anh nghe nhá. Anh có muốn nghe không? Em nói qua về cái trạm thu phí này cho anh nghe thế. Ngày nào chả đi qua đây 8 lần. Nhưng mà 8 lần nhưng anh cũng cần phải biết nó sai ở cái gì chứ. Đăng đấy, dạ. Vâng, cái thứ nhất là anh thừa biết là đã là trạm thu phí là phải có tên tuổi, biển hiệu đúng không? Phải có quyết định thu phí đúng không? Bây giờ cái trạm này nó có quyết định thu phí đâu, mà nếu nó thu cho cái đường này thì nó đã hết hạn từ năm 2007 rồi, mà đến nay là 2019 rồi nó vẫn cứ tiếp tục thu. Nó thu cho đường Tránh Vĩnh Yên, mà đường Tránh Vĩnh Yên cách đây 40 cây chúng ta không sử dụng, mà nguyên tắc của BOT là làm đường ở đâu thu phí ở đó. Chúng ta sẵn sàng trả tiền cho BOT nếu như họ đầu tư làm mới. Còn đây là đường độc đạo, là đường có từ bao nhiêu đời nay, là đường duy nhất để chúng ta lựa chọn khi chúng ta đi đường, khi chúng ta có đường đi lối lại, thì họ đã chặn ngang nhiên chặn đường này lại. Và họ không cần quyết định thu phí, họ ngang nhiên họ cướp đi tiền. Thế cho nên là chúng tôi không phải là phản đối. Nếu chỉ phản đối cái sai thì chúng tôi chưa phù hợp thì chúng tôi phản đối. Còn đây là chúng tôi không phản đối, mà là chúng tôi buộc họ phải dỡ bỏ cái trạm thu phí ma trên đường Võ Văn Kiệt này. Đấy là điều mà tôi muốn nói với anh. Và anh có thể là từ lời nói của tôi chịu trách nhiệm về lời nói của mình trước pháp luật. Anh có thể tuyên truyền lại cho tất cả các lái xe về cái sự sai trái của cái trạm thu phí này. Còn tôi hỏi một anh công an một chút, ai ở đây có thể trả lời giúp tôi là ai sẽ có giải quyết, yêu cầu giải quyết được, ai sẽ có chức năng nhiệm vụ để giải quyết được cái yêu cầu của chúng tôi là một là bắt ma, bắt cướp, hai là nếu như mà nó đúng thì các anh muốn chém, muốn giết nào thì chúng tôi chém giết. Còn nếu như các anh không bắt được thì các anh phải bắt cướp, đây này nó đóng hết barrier rồi, đóng hết những cái chuồng sắt này lại rồi này. Đấy. Chắc là đợi 1 tiếng rưỡi với lại 2 tiếng là ra cẩu xe và nhốt xe đây. Tôi tin chắc là như thế. Và bài học của chúng tôi là hôm nay thì muốn bắt thì bắt, muốn giết thì giết. Tôi đến làm trai thôi, phô và tốc lượng chết được cùng chứ chả có vấn đề gì cả. Hôm nay thì chắc vẫn đàn áp. 50 phút sau là sẽ đầy đủ lực lượng chức năng ra để tiếp tục cưỡng đoạt tiền của lái xe. Lên Tô Lâm đòi hay là như nào nhỉ? Chị đấy, thiệt hại của chị đấy. Em ủy quyền cho chị cái đơn của em. Và nếu như mà em hôm nay bị bắt, chị gửi lên Tô Lâm còn em chết được. Ok. Live stream này mọi người ghi lại nhá. Tôi ủy quyền cho bà chị tôi đây này. Tôi ủy quyền cho bà chị tôi nhá. Sẽ gửi đơn đến Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội. Còn muốn bắt tôi thì bắt, muốn giết tôi thì giết. Tôi ủy quyền để gửi đơn. Chị ơi, em ủy quyền lại cho chị này, bằng chứng em quay video ở đây. Bằng chứng em ủy quyền lại cho chị, nếu em bị giết, em bị bắt, chị gửi đơn kêu cứu của em. Em đâu, chị nói là trả giết em đâu.
Bởi vì là chị phải thừa biết là trạm ma nó không có quyết định, nó còn thu được, nó còn cướp được tiền thì một mạng của em nó không là gì cả. Một mạng của em nó cũng sẵn sàng thôi. Ơ, cho chị hỏi một câu cái. Ừ, em có thấy nó sai gì không? Đây là em đi từ trên sân bay về Nam Hồng, em không bao giờ qua đường Tránh Vĩnh Yên cách đây 30 cây cả. Ừ, thế mà sao họ lại cứ ngang nhiên để nó cướp tiền này em? Đấy là có người bảo vệ đông như thế này mà. Thế bảo vệ đông thì sợ gì? Các anh ấy đang bảo vệ đây thì làm sao mà cân? Em không sợ, nhưng mà vấn đề là em đang bận. Chứ còn nếu không em ngủ đây với các anh chị luôn. Rồi ok, cảm ơn em. Một người cảm ơn nhá, chào bạn nhá. Và hôm nay nếu như mà chị Huệ Như bị làm sao nhá, thì gửi thông điệp đến là chị Huệ Như hôm nay sẵn sàng chết vì bị cướp bóc. Rồi ok. Tôi nói với các bạn rằng đời con người có chết cũng chỉ chết một lần thôi. Không ai có thể chết lần thứ hai và sống được nhiều lần. Vậy chúng ta hãy sống cho nó xứng đáng. Còn không thể để cái quyền tự do đi lại của chúng ta bị cướp bóc, bị cướp giật ngang nhiên ở giữa đường như thế này được. Tôi chỉ đòi quyền lợi cho tôi nhá. Còn ai mà thấy đúng thì tự đòi quyền lợi cho mình đi. Còn tôi không có thời gian để đòi quyền lợi cho mọi người đâu. Lại xin tiền này, lại xin tiền, lại có người xin tiền này em ơi. Lại có người xin tiền này, vui chưa? Cứ ra đây xin tiền. Đây, đấy các bạn nhìn này, lôi cả xe máy sang, lùi. Lùi rồi. Lùi rồi. Con xe này đẹp thế nhỉ? Lùi rồi. Hay quá. Tức là đường là không tiến thì lùi, mà không lùi thì tiến, gọi là cứ mặc kệ nó. Thích thì tiến mà không thích thì lùi. Vô thiên vô pháp các bạn ạ. Anh Hùng 10 chắc đang chuẩn bị điều động tất cả các loại ấy để chuẩn bị bắt tôi đây. Nhân viên của trạm thu phí giờ có quyền hành cực to luôn. Lùi nhá các bạn, nhìn thấy chưa? Nếu không muốn mất tiền thì chúng ta lùi. Có mất chịu khó mất lùi tí nhưng mà chúng ta cũng còn được. Chưa thấy đông. Lùi, nếu ai không thích đi vào đây mà không mất tiền thì lùi nhá các bạn ạ. Chị Yến ơi, em bảo đây. Anh ơi, mở barrier cho em đi anh ơi. Anh điều động nhân viên ra mở barrier cho em đi nào. Chắc lại bắt, sắp bắt rồi. Tôi nghi ngờ lắm, sắp bắt rồi. Anh ơi, anh đứng đây thì anh gọi cái bọn cướp đường này ra, nó mở barrier em đi cái. Không cướp được là bây giờ chơi trò là đóng cửa để đấy các bạn ạ. Rồi là mặc kệ công an với lại người dân. Tức là họ rất khôn các bạn nhé. Họ đẩy lực lượng công an vào đối đầu với dân. Còn họ thì ngang nhiên cướp tiền và không cướp được thì họ mặc kệ họ công an với dân. Tôi thấy rất hay ở cái chỗ đấy. Họ đẩy lực lượng công an vào đối đầu với dân để cho họ được ngang nhiên cướp tiền. Ở đây tôi nhận thấy trạm thu phí này Võ Nhật Thăng đã sử dụng chiêu bài đẩy công an đối đầu lại với dân trong giao dịch dân sự. Nhá, ở đây tôi nhận thấy là
trạm thu phí này đang sử dụng chiêu trò cách thức là đẩy công an vào đối đầu với dân, cưỡng đoạt, buộc công an phải cưỡng đoạt tiền cho doanh nghiệp. Đây là họ sử dụng chiêu trò là buộc công an đối đầu với doanh nghiệp, đối đầu với dân để bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp. Họ đang đẩy lực lượng chức năng quân với dân như cá với nước, nhưng họ hình như họ đang cố tình đẩy lực lượng chức năng không bảo vệ quyền lợi cho dân mà bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp. Anh đến từ đâu anh ơi? Anh đến từ đâu đấy? Anh đến từ Thái Bình à? Biển 17 đấy. Anh đến từ Thái Bình. À thế là anh đồng hương với em đấy. Ừ, anh đi đâu thì không thấy bán vé mà đóng cửa lại. À đóng cửa lại. Vâng. Không biết là hiểu như thế nào cả. Vâng. Anh lái xe tải này một ngày có được nhiều tiền không? Anh lái xe tải này thì một ngày thì được 300-500. Rồi. Ừ. Thế đấy đi cướp đường phí cầu phí phà như thế này thì làm gì còn nữa? Đủ các loại phí em ạ. Vâng. Phí bảo trì đường bộ này, phí cầu đường này. Rồi để giao thông các thứ này đủ loại phí. Vâng, nhưng mà nói với anh rằng là nếu như họ đầu tư đường, họ mở rộng đường cho chúng ta đi thì chúng ta nên ủng hộ quan điểm rồi, làm đường đúng một nơi. Đường này đã có mở đâu mà này. Vâng, đây là đường Võ Văn Kiệt, đường Kiệt, đường có từ bao nhiêu đời nay. Ra đâu mà vâng. Thu phí, mà chẳng có cái việc trạm thu phí gì cả. Trạm trả tên trả tuổi đây. Chẳng có tên tuổi gì cả. Quanh đi quẩn lại thì nó cũng vẫn thế thôi các bạn ạ, nhưng mà Ủy ban dân thành phố Hà Nội vứt dưa và tôi vừa đi đến đây các bạn ạ, đây cửa ngõ thủ đô đây các bạn ạ, bộ mặt của cửa ngõ thủ đô đây. Cứ khi nào họ ấy mở barrier thì mình đi, mà họ không mở barrier thì mình đành phải đứng lại thôi, còn cách nào khác? Cẩu xe rồi. Sắp cẩu rồi. Anh ơi, tại sao không mở barrier cho tôi đi mà lại cẩu xe của tôi? Anh ơi, sao không mở barrier mà lại cẩu xe của tôi? Các anh chỉ có việc mở cái barrier này là tôi đi thôi. Thế tại sao các anh không yêu cầu họ mở xe cho tôi đi mà các anh lại cẩu xe của tôi? Đây nhá các bạn nhá, các anh chỉ cần mở barrier là tôi sẽ đi qua, nhưng các anh cố tình không mở barrier thì buộc là phải cẩu tôi. Quần áo để chị đây nhá, đây nhá mọi người nhìn nhá, tôi chỉ có yêu cầu là mở barrier cho tôi đi nhưng mà không mở, mà cố tình cẩu xe của tôi. Tôi chỉ cần mở barrier cho tôi đi nhưng không mở mà cứ cẩu xe thôi, cứ mở ra thì chúng tôi đi nhưng mà không mở mà lại cố tình cẩu thì chả hiểu là cái gì. Mà trong khi đấy tôi hỏi rõ ở đây là bây giờ thu cho đường nào cũng mang quyết định thu ra. Cả thế giới nhìn vào cái bộ mặt của Việt Nam đây. Nào, wow, rồi. Cầu rồi. Dứt khoát không mở cái barrier cướp đường của tôi mà lại phải sử dụng cả một cái xe cẩu này để cẩu xe của tôi. Bắt đầu đã cẩu xe chưa các bạn nhá? Dứt điểm là không bắt thằng cướp mà chỉ đi bắt người bị cướp thôi. Đề nghị chị tránh xa xe đây. Anh ơi, anh cứ để đấy. Đề nghị chị tránh xa xe ra nguy hiểm.
các anh việc gì phải sử dụng cái nguy hiểm này mà trong khi nó cướp đường của chúng tôi? Các anh chỉ việc mở cái barrier nó cướp của chúng tôi. Anh Béo đã xuất hiện. Béo đã xuất hiện và chuẩn bị bắt Huệ Như. Chỉ mặt tôi rồi. Chắc là tí để đang đấm cho tôi phát. Anh quay phim này anh cười rất tươi. Báo cáo với các bạn là tôi đang mang thai. Béo đã xuất hiện. Đấy, xuất hiện rồi. Theo bước chân anh Béo, chuẩn bị bắt, chuẩn bị giết, chuẩn bị cẩu. Bảo mở mỗi cái barrier cho đi của bọn cướp đường, dứt điểm không mở mà chỉ có là đi cẩu xe. Chả hiểu sao các ông lại cứ phải đi sử dụng cái lực lượng này để cẩu xe làm nhất gì không biết. Chán thật. Dứt điểm không mở cửa cho barrier cướp đường mà cứ cầu xe rồi tài thật. Chị ơi, chị quay lại chỗ đang cầu xe này, chuẩn bị cầu xe em. Quay vào chỗ người ta đang cầu xe này. Anh tài xế kia anh có biết gì đâu. Anh tài xế kia là anh ấy trả tiền. Trời ơi, thôi thì bắt, giết thì giết, đằng nào chẳng thế. Có mở cho tôi đi đâu mà tôi đi. Có mở đâu mà tôi đi. Chuẩn bị cầu tiếp, cứ cầu là mở. Kinh lắm, bây giờ các nhân viên ở trạm thu phí to lắm các bạn ạ. Điều động hết. Cho cẩu luôn, cho chúng mày biết thế nào lễ độ. Toàn những người coi như là mặc nhân, mặc quần áo xanh của nhân viên thu vé nhưng không hề có biển tên, nhưng lại chỉ đạo được các lực lượng ban ngày có đến tái phục của trong hạ luôn. Mệt quá rồi, thôi ngồi đây. Người ông nhân viên thu phí đều không có biển tên và hỏi là thu cho cái gì thì bảo đây là có quyết định của nhà nước. Lại vào mở luôn. Đấy, vừa chui vào đây này các bạn này, chui vào đây nhưng vẫn bịt kín này. Em ơi, em ơi, chui vào đây nhưng vẫn bịt kín các bạn ạ. Hỏi xem là mua vé mua viết kiểu gì nhưng vẫn bịt kín đây. Vừa chui vào rồi, chui vào đóng mẹ kiểu cửa kín rồi, hay chưa? Hay nhờ các bạn nhờ. Hay chưa, chui vào chuồng cọp đấy các bạn này. Chui vào chuồng cọp đấy. Đây. Anh ấy là tài xế. Anh ấy đến đây đấy. Giải thích cho người ta tại sao lại cướp tiền. Tôi không muốn đứng đây. Đấy, bây giờ các anh không bán. Một tài xế đây này. Không bán là tôi phải đứng đây thôi. Các anh bán vé là tôi mua vé tôi đi. Béo đã xuất hiện. Các anh mở yêu cầu họ em bán vé cho tài xế họ đi đi. Các anh đi trả xe tôi đứng đây, các anh nói cẩu xe tôi đi là không bao giờ được. Ngán ngẩm chưa các bạn ơi? Bộ mặt của thủ đô đây. Những chuồng sắt đây. Xe đi
không mua tại sao không bán thì tôi chẳng bao nhiêu. Chỉ chưa, chỉ bắt xe đấy chưa? Mở ra cho chị đi. Chị Huệ, mở ra cho chị đi. Còn cố tình mà chắn barrier thì làm sao mà chị đi được. À họ bẫy chúng tôi các bạn ạ. Đợi đúng một hơn một tiếng bắt đầu là họ cho rằng là chúng tôi phản đối. Đây này họ chặn thế này rồi thì đi kiểu gì. Chặn trước rồi chặn sau rồi. Chẳng mời chúng tôi vào nhà điều hành đóng luôn cửa các bạn ạ. Đây, nhà điều hành đóng luôn cửa, không làm việc luôn, không giải thích. Tức là tao không cần nói với chúng mày gì, đây nhà điều hành đóng cửa đấy các bạn nhé. Đây, đóng cửa đây, các bạn nhìn đây. Nhà điều hành giờ ngày đầu tuần đấy, đóng cửa im ỉm. Các nhân viên lén lút ở bên trong trạm nhà điều hành. Ui. Đòi quyền lợi cho tôi nhá, còn bạn nào thấy đúng thì hay lắm luôn. Cabin đóng cabin mở, chỗ bán chỗ không. Xong thì anh bảo mày đến đủ phiếu anh trả chứ không đi đâu. Nay biển Thái Bình đổ bộ. Nay Đồng Thái Bình đổ bộ. Để anh đi ra. Nó có thèm nói chuyện với anh nhưng mà anh nói và nó diễn kịch câm. Nó diễn kịch câm. Giờ chơi bài diễn kịch câm. Đẩy lực lượng chức năng các anh công an vào đối chuyển sang hình thức là đàn áp dân để bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp. Nghe nó chối tỉ chưa các bạn thấy không? Thằng chủ đầu tư nó mất mặt luôn. Nó đẩy mấy cái gọi là con quân tốt ra đây thu tiền. Hỏi không cần nói, gọi không cần thưa, trả lời không trả lời. Cứ không đi là bắt là nhốt là cẩu xe. Đấy các bạn nhìn đây này, nhân viên không tên không tuổi này. Đấy, nhân viên của trạm thu phí ma đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Lầm lũi đi vào và lầm lũi đi ra. Như những con ma. Nhà điều hành thì đóng cửa. Tại sao xe thì những xe kia cho lùi mà xe này lại không cho lùi? Họ cố tình đấy các bạn nhá. Xe kia, xe này không, những xe khác cho lùi, những xe này không cho lùi. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Xe khác cho lùi, những xe này là không cho lùi. Và cũng không cho tiến. Không lùi, không tiến.
lùi không tiến các bạn ạ. Chơi trò đẻo, chơi trò bày vựa, không lùi không tiến. Xe khác thì lùi nhưng mà những xe nào mà hỏi một phát là không cho lùi luôn. Tức là xe nào không hỏi thì cho lùi, mà xe nào hỏi là không cho lùi luôn, cho chúng mày chết luôn. Chỉ cần xe nào mà đòi hỏi quyền lợi mình phát là nhốt là bắt là cẩu luôn, chứ còn không cần cho chúng mày biết. Không cho lùi, không cho tiến. Nghe nó buồn đời, 33A6262 vẫn là con cẩu đấy. Không cho lùi, không cho tiến. Nó chui vào trong này này. Anh ơi, nó chui vào trong này, nó trốn ở trong này này. Trốn trong này thì bây giờ mình mua vé làm gì? Nó trốn rồi còn đâu mà nó mình mua. Chịu, giờ nó trốn vào đây nó có bán đâu mà mua. Anh ơi, hay bây giờ như thế này đi, để cho đỡ vất vả cho các anh bắt luôn em hộ cái thật. Bây giờ em mệt lắm rồi, đằng nào em không được đi, mà trước sau thì các anh cũng bắt em. Vì các anh có bảo vệ cho dân đâu, các anh đi ở đây nó trốn ở trong này, các anh không mở nó ra để nó bán vé. Vậy thì thôi, đằng nào cũng thế, các anh thì em nói thật là em không phải là em thách đố. Bởi vì là em nói thật thẳng tình luôn là trước sau thì các anh cũng bắt em. Cũng giống như những người bạn trước của em, họ ấy đi qua họ không chịu trả tiền. Cướp chẳng bắt được thì thôi, bắt dân thì thôi, chấp nhận vậy. Bảo mở cửa cho đi, chẳng đi trốn vào đây này các bạn này, trốn vào đây này. Trốn ở đây này, đóng chặt cửa bên trong rồi đấy, các bạn nhìn thấy không? Chốt bên trong không bán vé. Trốn ra, không cho chủ đầu tư ra thỏa thuận với dân, ra trả lời câu hỏi của dân. Trốn ra và chỉ có đẩy lực lượng chức năng ra đây bảo vệ bốt. Trốn chui vào đây các bạn này, chốt chặt cửa này, tôi kéo ra không được để mua vé này. Trốn bên trong rồi, đấy, trốn rồi nhá, trốn ở trong cái chuồng sắt này này. Đấy, các anh trốn ở trong chuồng sắt này. Đây, trốn vào đây này, lúc nãy tôi nhìn thấy lẻn vào đây, trốn vào đây rồi này. Nhưng bây giờ tôi gọi cửa là không trả lời, đây, gọi đi gọi lại không trả lời. Không trả lời luôn, không bán, không cho đi, đây, nhốt lại là nhốt rồi. Sao em? Nhìn gì? Đấy, trốn rồi này, trốn nhưng đếch trả tiền đâu, đếch bán vé đâu, đấy, trốn này bắt đầu đấy, các bạn nhìn thấy chưa, trốn rồi, đấy, trốn rồi. Anh tài xế này thì từ nãy giờ chỉ đòi mua vé mà không bán đây, từ nãy giờ chỉ có đòi mua vé mà không bán đây. Đấy, lại trốn rồi, đấy, cứ chui vào trong đấy trốn. Bốt này không bán vé thì đi rồi này. Chịu, em ở trong tình trạng như anh. Cái đấy trốn rồi, úi giời kìa, vui chưa? Cứ chui vào kia lấp lõi đấy, các bạn nhìn thấy chưa đấy. Trốn này, bắt đầu tôi ra tôi hỏi mua vé là trốn lại đấy. Đóng chặt cửa vào nhá. Anh chạy ra cái chuồng kia đang có người nhá, anh khẩn trương. Đấy, cái chuồng ấy nó đang có người ra gọi nó mua cái vé. Các ông chủ của đất nước đây, các bạn nhìn đây này. Đây. Ở cái chuồng đấy có người đấy, chuồng sắt đấy có người, đúng rồi. Ở đây, chuồng sắt có người. Đòi mua vé nhá, các bạn nhìn này, đòi mua vé. Anh ơi. Đòi mua vé đây nhá, đòi mua vé họ không bán đây nhá. Đòi mua vé đây này đấy. Cổ mua vé để em đi, chứ làm sao anh có làm cái gì, bọn em phải chui vào trong đấy làm cái gì? Chui vào không bán vé các bạn ạ, hay chưa? Buồn cười lắm đấy.
chốt rồi đấy. Đúng rồi, tớ đấy, em bảo rồi mà. Thôi giật cửa ra rồi, mua vé không bán nữa là hay rồi, vui quá. Thước phim lịch sử của BOT Bắc Thăng Long Nội Bài đã hết hạn thu phí. Đấy, trốn nhá. Trốn vào đấy nhưng mà cứ ra rồi mua vé là giật cửa vào. Như kiểu rằng co nhau ấy. Bố nhà anh. Anh mà đi cạnh tôi phát nữa mà đi chậm chậm tôi huých chân một phát thì để thọt mẹ lấy cổ. Cái thằng béo béo nó không mặc quần áo gì cả, nó mặc quần áo dân sự mà nó đi qua nó cứ đòi huých tôi các bạn ạ. Tôi mà lăn đùng ra đây thì không biết là nó xử lý thế nào. Đấy, trốn nhá các bạn, nhìn thấy nhá, rất hay. Chưa có một cái BOT nào nó giống như này. Nhân viên thu phí trốn vào các cái chuồng sắt để trốn bán vé. Chắc anh phải quỳ xuống đây anh lại anh xin mua vé. Anh quỳ xuống đây, anh quỳ đây, anh lạy đi này. Đây anh mất tiền anh mua để anh đi. Nhưng mà họ không cho đi thì anh lạy đi. Anh lạy nó, anh tế nó. Anh quỳ xuống đây anh lạy cái thì khiếp, để cho mọi người họ nhìn thấy cái. Anh cứ quỳ xuống đây lạy nó, lạy ba lạy thì thể nào nó không ra đấy. Hay là chân xe có hương mang xuống thắp. Nó chốt cửa sau anh rồi còn đâu nữa mà đi. Anh kéo nó ra. Này, làm sao anh lại vậy? Này, tại sao ông lại đánh người? Anh ơi, các anh công an, anh ấy muốn mua vé. Anh ấy muốn mua vé. Đây là pháp luật cái gì? Anh ấy đang muốn mua vé. Này, mọi người nhìn nhá. Đây nha, mọi người nhìn. Anh ấy muốn mua vé. Đây nhá. Tại sao các anh công an lại để họ đánh dân như thế này? Anh lôi họ ra đi chứ. Sao lại để họ đánh dân như thế này? Nhưng mà tại sao họ muốn mua vé? Thế được rồi, anh cứ ra đi. Anh ấy đang muốn mua vé. Tại sao lại không bán vé cho anh ấy? Sao lại lôi? Đây mọi người nhìn đấy nhá. Người ta mua vé không bán tôi còn lôi ra người ta đánh nhá. Xong rồi lại để cẩu xe. Kinh chưa? Chui vào các cái chuồng sắt này không bán vé cho người ta. Nhưng khi người ta đòi đi, đòi quay lại cũng không cho quay lại. Mời chị rời khỏi rồi. Xe của tôi còn đây, tôi đang không được cho đi. Mở barrier cho tôi đi. Nào mở barrier cho tôi đi. Nếu không mở thì mở ra cho tôi lùi. Các xe khác cho lùi, tại sao chúng tôi đòi hỏi quyền lợi? Chúng tôi hỏi thì các anh lại không cho lùi. Bức xúc lắm rồi các bạn ạ. Anh ấy còn nước cả quỳ xuống để xin nó bán vé. Mở ra cho anh lùi như xe khác mà lại phải cố tình cẩu xe anh ấy. Nếu yêu cầu chị đứng ra kia không vượt cái xe của chị, còn nếu không mới mời chị ra. Đấy, xe khác thì cho đi nhưng xe chúng tôi thì giữ lại đấy, các bạn nhìn thấy sao? Và ấy trước ấy sau luôn, chặn trước chặn sau. Tất cả
các xe bên kia là được đi thoải mái nhé các bạn nhé, không phải mất phí. Nhân viên ở trạm thu phí đã bắt đầu ngộp ra. Đấy, ngộp ra rồi đây các bạn này. Đấy, khổ thân anh tài xế. Mua không được, đi không xong, lùi không được. Nói tóm lại là tiến thoái lưỡng nan. Đi cũng chết mà ở lại cũng chết. Mà tiến thì càng chết nữa. Tiến thì bị đâm đầu vào xe cẩu luôn. Lùi thì bị nhân viên trạm thu phí lôi lại và đánh. Tiến thoái lưỡng nan. Bộ mặt của thủ đô Hà Nội bây giờ ơi, buồn quá. Vừa đi Bắc Ninh về đến đây, định là về cho nó sớm kịp mọi người. Vâng, các bạn vừa xem clip của chị Huệ Như, người đã đấu tranh với bốt bẩn tại Bắc Thăng Long Nội Bài, quay vào ngày hôm qua 20 tháng 5 2019. Và ngay sau clip này thì chị Huệ Như đã bị lực lượng mật vụ của Việt Nam bắt và đưa đi đồn tại huyện Sóc Sơn. Chị đã tả lại ngay ở trước buổi truyền hình trực tiếp ngày hôm nay rằng khi bị bắt, chị đã bị đưa vào trạm bốt và bị những người mật vụ, công an mật vụ này đánh vào bụng rất đau, tịch thu điện thoại và phá Facebook của chị. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp những trường hợp xảy ra như vậy tại Việt Nam cho bạn bè trong và ngoài nước cũng như là quốc tế biết tình hình thực sự ở Việt Nam ra sao. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình thực tế của Thời báo.de từ Cộng hòa Liên bang Đức Berlin ngày 25 tháng 5 2019. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình lần sau. Xin cảm ơn các bạn.